Chào mọi người nhá. Hôm nay em lại đi tập với thầy. Mọi người xem em tập thế nào nhá. Hôm nay có đạt hiệu quả tốt không? Nếu đạt hiệu quả tốt, mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Before you were like very uncomfortable, but now I'm very uncomfortable. Really doing this, you doing it for maybe 1 week, like everything back from Taiwan. It's about 1 week, but yeah. So that's what we need to have. Bye.
Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau nhé. Cảm ơn, bye bye.